ở Tiền Giang hả? Rồi vậy là ông này Đồng Tháp đó, xa hơn Tiền Giang một chút đúng không? Ok rồi rồi chạy cái là hơi tê liền. Bây giờ hơi tê không? Bây giờ vấn đề đây mới động tay. Đây. Chị nhớ chịu khó chườm đá và chườm cái gan với chườm cái cổ luôn một lúc. Rồi. Hồi nãy là nói mấy cái vụ mà chườm đá rồi biết rồi phải không? Dạ. Rồi bây giờ đi tới luôn đi. Không có chườm dưới lòng bàn chân nữa. Đi đi. Đi coi sao. Đi đường như sao tự nhiên mà đi không biết gì. Đi thẳng mình nè. Chạy nó tê tê đi thử mà nó tê cỡ nào. Đó. Rồi chạy qua đây. À, chạy thì ngon lành nó có gì phải không? Rồi ngồi xuống đứng dậy cho. Rồi cứ chống đi, cứ chống dài ăn hiếp đâu. Rồi. Rồi đó vậy à, rồi đứng dậy. Rồi đó, phải vậy đó. Rồi, quay lưng lại. Đứng dậy. Quay lưng lại. Rồi đó, không có đâu lấy một tay. Rồi tay. Bị cái cô này bị cổ mà, cô chạy á, để quay mấy người nhìn nha. Bị mấy cổ chạy bị tê thì nó vậy. Rồi quay cái tay lại. Cái này nhiều hơn phải không? Rồi, xử luôn. Rồi. Tại vì á là khi mà người bệnh á, cái cổ này nó dư này là khá rồi. Khi mà mình bị cái đốt sống cổ á thì nó có một cái đặc điểm là bao giờ dậy chạy xe một chút xíu nó dằn á, hai tay mình tê hết. Đầu chi này chỉ bị nặng hơn đó là không đêm chỉ ngủ chỉ bị. Có gì? Sao này nó có tê tay? Tê tay đúng rồi, lớn thì mỗi cục này nổi luôn chưa? Đã nhỏ lên thầy. À nhỏ là bẩm sinh, tôi làm mất cho bà buồn. Rồi làm bên kia. Lên tới đầu phải không? Dạ. Khi nào mà mình làm này mà thấy lên tới đầu á, có nghĩa là nó tác động được lên tới cột sống cổ. Rồi đó, nè. Rồi sao biết lên đây? Dạ, làm con nói mẹ không? Ừ? Mở mẹ coi hả? Dạ. Rồi dưới làm nghề gì? Thợ may? Dạ, ở nhà, giờ ở nhà không có làm gì. Không có như hồi trước thì thợ may? Hồi trước đi làm. À, đi làm gì? Dạ. Dành nhà nước ở nhà dân? Rồi, mà bệnh cái là thôi ở nhà. Rồi mấy đứa con? Lớn hết chưa? Dạ, có cháu ngoại cháu nội. Ôi rồi má ơi, bà này chắc lấy gì đây nha, lấy chồng còn trẻ phải không? Đây, làm mấy cỡ lên nha. Đó, có cháu nội, cháu ngoại đủ hết rồi. Rồi học ở đây rồi là bước nhà đây ở chứ đâu có về hả? Dạ, con ở mấy dưới anh chị em ở đây. À, quen hả? Cũng đúng. Ủa? Rồi, nằm xuống. Nghe cái đã ghiền phải không? Ngay nằm xuống. Xích lên chút xíu, xích lên chút. Qua lại. Rồi, hấp. Xích lên. Ở đây. Đấy, chút xíu tính sẵn. Giờ là tính cốt lưng trước nè. Giờ là lưng cổ rồi tiêu hết rồi. Nhất cái cổ luôn. Đó. Rồi xuống. Rồi. Đó, chỉ nằm yên. Nhất như lên để lên sách. Rồi, bây giờ chị thấy tay bớt tay chưa? Bớt hẹp rồi nằm yên.
dịch. Xoay đầu gối, xoay, xoay luôn đầu gối luôn. Xoay đầu gối luôn, xoay đầu gối luôn. Rồi, dịch. Đó. Rồi, đây. Rồi, đây. Mình dừng cái bút ghế ghế ta. Rồi, nằm sấp. Chị xích lên đi chứ. Nằm sấp. Rồi, nằm xuống. Xin lần chút xuống. Đó, xin lần chút xuống này. Rồi, quay đầu qua đây. Quay đầu qua bên kia. Đưa hai chân này. Ủa đầu qua bên kia. Hai cũng mềm. Quêu không có đau đớn vậy ha? Hả? Ủa? Sao thấy tỉnh khô vậy? Thấy nhìn mặt vui dữ vậy? Thì công nhận chưa lộn vậy. Rồi xong rồi. Xuống đi. Rồi, đi đưa lại rồi coi sao rồi. Tôi còn tê, còn đau, còn gì nữa. Cứ đi bình thường. À, đi về là vẫn nhiều lắm rồi, nhưng mà giờ ngồi xuống đứng dậy coi nó thoải mái không? Tôi còn có phải là khó chịu như lúc đầu không? Rồi thoải mái rồi hả? Quay lại đây giơ tay rồi. Kiểm tra lại cái tay. Kiểm tra lại cái tay. Cái tay rồi, đúng rồi. Cái tay là hết bớt tê chưa? Dạ. Bớt tê rồi phải không? Ok. Rồi vòng tay ra sao này coi. Vòng hết nha. Túc 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 túc. Khá rồi. Khá rồi ha. Khá nhiều. Rồi tay kia. Túc túc. Ô, tay này ngon nữa. Thôi được rồi. Rồi, vậy nha. Nghĩ xa lắm. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại
0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.